Quả ổi giúp giảm cân, hạ đường huyết nhưng ai không nên ăn? 1. Người mắc bệnh tiêu hóa yếu, ổi chứa nhiều chất xơ và có tính chát, có thể gây khó tiêu, đầy hơi hoặc táo bón đối với những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc mắc bệnh dạ dày. 2. Người bị rối loạn tiêu hóa, những người dễ bị tiêu chảy, đầy hơi hoặc các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. 3. Người có dị ứng với ổi. Một số người có thể dị ứng với ổi, dẫn đến triệu chứng như ngứa, sưng hoặc phát ban. Nếu có tiền sử dị ứng với các loại trái cây khác, nên thử ăn một lượng nhỏ trước khi ăn nhiều. 4. Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, việc ăn quá nhiều có thể gây ra hiện tượng táo bón do tính chát của ổi, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. 5. Người có bệnh tim mạch. Ổi chứa nhiều kali và nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng kali trong cơ thể. 6. Những người đang bị đau răng. 7. Những người dễ bị cảm lạnh và ho. Ăn ổi giữa các bữa ăn chính là tốt nhất. Tuy nhiên không nên ăn loại quả này vào buổi tối vì nó có thể gây cảm lạnh và ho.